Đây là màu mà Ri mua lầm nè, tại vì tưởng mấy tranh màu dầu nổi như vậy thì màu nào cũng làm được á, nhưng màu này không đủ mềm nha, tô lên nó bị rớt rớt cái vảy màu như thế này. Nhưng mà Ri vả làm tranh nổi quá nên là cũng cố đắm ăn xôi thử xem sao. Mình không tô trực tiếp lên giấy mà lấy cái bay á, cạo màu ra xong rồi chét 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 vô. Các bạn có thể nhìn cận cảnh như thế này để gần nó xấu vậy thôi, nhưng mà Ri vẫn rất có niềm tin cho tới khi gỡ cái khuôn ra xong nhìn nó hơi sai sai á. Trời, không sao, niềm tin vẫn còn rất nhiều. Ri chét thêm một vài miếng màu là nó giống cái bụi cây này nè. Đây là mình dặm bông hồng lên nha. Thấy người ta vo viên sáp mắt ham á, nên là Ri lại cạo màu ra thử vo viên, nhưng mà nó lạ lắm, cuối cùng dít dít chấm chấm đại luôn. Rồi vậy thôi á, mình ngắm xa như vậy đi cho nó đẹp ha.